Lại là MV đây. Thì hôm nay thứ hai đầu tuần thì chúc anh chị có một tuần làm việc thật luôn may mắn và gặt hái được nhiều thành công nha. Hôm nay cửa hàng em lại về một chiếc xe trong phân khúc hạng C tới từ nhà Hyundai Elantra sản xuất 2019, một chỗ từ đầu lăn bánh hơn 2 vạn. Bên em đang bán với giá là 525 triệu Baruch hồ sơ. Xe thì nước sơn màu trắng này, có thể mình tham khảo đi gia đình và kèm dịch vụ nha. Nội thất bên trong thì mời anh chị cùng tham khảo một phòng ạ. Mà xe này thì bản 2.0 nha anh chị. Đó. Ô đô theo xe thì khoảng 21.800. Xe thì cũng đã lên cho mình được là cam hành trình nè, lót sàn, ghế chỉnh điện nè. Nói chung là nội thất ghế thì vẫn còn tương đối nha. 2019 tới giờ cũng 4 năm rồi, thì đi rất là ít luôn. Bản này có cửa sổ trời cho mình luôn nè. Rồi, các nút bấm nha anh chị. Đó, học được ly nước nói chung cũng khá là đầy đủ rồi nha. Rồi, hàng ghế phía sau của mình thì những chiếc xe trong phân khúc hạng C thì rất là rộng rãi luôn. Đó, cũng có sẵn là những cơ bản thôi, điều hòa phía sau, bệ đỡ tay. Xe này thì nếu mà mức tiêu hao nhiên liệu của xe thì khoảng hơn 7 lít nha, 7 lít rưỡi. Rồi, cam lùi, cảm biến lùi theo xe, khoang hành lý thì rất là rộng rãi luôn. Đồ nghề lớp sơ cua nó vẫn còn đầy đủ nè anh chị. Kêu chị ở đây thì luôn nguyên riêng cho mình nè. Đó. Mâm lốp đây. Nói chung là cũng mới 20.000, hơn 20.000 thôi nên nói chung là vẫn còn khá là tương đối dày nha anh chị. Mâm thì xuất sắc không tránh khỏi rồi. Rồi, đắp lốp đây là 2019 nè, tuần thứ 19. Máy móc bên em thì để em mở ra luôn. Đây, hàng. Đó, anh chị cứ yên tâm nha, mình có thể test hãng để có thể yên tâm hơn và luôn có những cam kết văn bản đi kèm về máy móc không động chạm nè. Đó. Xe này thì bên em đang để ở cửa hàng Vàng Trung Gia Lai, địa chỉ 276 Nguyễn Tất Thành, Pleiku, hoặc là anh chị quan tâm tới chiếc xe này gọi ngay cho em Vi nha, 0928 325 679. Hiện tại cửa hàng Tăng Trung Gia Lai đang có 3 chiếc Elantra trắng, đỏ, đen có đủ luôn nha anh chị. Rồi, em Vi xin kết thúc clip của mình tại đây và hẹn anh chị ở những chiếc xe tiếp theo nha.